Ok, hello cả nhà nhé. Hôm nay xin phép thì lên sóng giới thiệu cho anh em vợ ba của em. Thì do nhu cầu sử dụng giờ này mình hay đi xa và cũng chở người, nên là cần có nhu cầu cho anh em nào mà có showroom nào hay gala nào mà có cái dòng 5 chỗ là TLS dòng Spark nhé. Dòng Spark thì bởi vì là trước đi Morning giờ quen đi Spark, Spark đi đầm, nên là muốn có các đổ lên cho anh em, thì cũng lướt qua cho anh em cái form xe để anh em gần xa biết được. Đời 2011, đăng ký 2017, bản nhập khẩu, số tự động anh em nhé. Đấy, màu đề gọi màu xanh ngọc rất là hiếm luôn. Đây thì mình mua loại của chú cũ, đăng ký 2017 anh em nhé. Đã sang tên công chứng tên mình rồi. Đấy, thì máy về phần thân vỏ thì là đảm bảo anh em là nguyên zin. Đấy, thân vỏ là chưa bị đâm đụng hay là có nước gì. Thì trước khi đi mua mình cũng nhờ các anh em thợ đi kiểm tra ngon lành rồi cũng về đi sử dụng, hiện tại đang sử dụng nhé. Nhu cầu mình chủ yếu bây giờ hiện tại là đang chở hàng, chủ yếu là chở các cái đồ gia dụng Nhật bãi đến các bến xe, là gì đang có nhu cầu là đi kinh doanh hơi xa chút chỗ về đầm Hà, nên là nên chở cả người nữa, nên là đi cao tốc nhiều và chở người, nên là nếu đi hai chỗ nhưng cũng không an toàn, và muốn tiết kiệm thêm tí phần xăng cộ anh em nhé, phải đi xa nhiều, nên là muốn lên một cái dòng 5 chỗ đời cao cao một chút, 17, 18 các bạn nhé. Đấy, lướt qua cho em cái form dáng này. Vành đúc R14 mọi người nhé. Đấy, hai quả lốp trước là lốp mid, còn hai quả sau thì hãng khác ấy. Trước phanh đĩa, sau là phanh tăng trống rồi. Đấy, anh em form xe màu rất đẹp luôn. Đấy, cái sơn của nó thì còn đẹp đến 95%. Chắc là chủ cũ cũng sơn lại cái màu này rồi anh em nhé. Chỉ có một vài cái điểm xước nho nhỏ thôi. Đấy, sức răm nó nhỏ thôi, anh em về không phải quên nhiều. Có con chỗ này là nó bị bằng một cái ngón tay út ở chỗ này này. Đấy, mình dính cái đấy vào, cái này thì cái chủ cũ đi thì chắc là bị va ở đâu đấy anh em nhé. Đấy, xe này chưa có rửa trước để quay luôn cho anh em, để anh em thấy cái nguyên bản của nó. Chủ cũ tương đối giữ gìn. Đấy, quay từng phần luôn cho anh em nhé. Dòng biển Spark, biển D thì anh em đều biết rồi. Đấy, ở đây thì nó có hai cái tai có loa, vì mình đã tháo ra rồi mình nhá, mình tháo ra rồi để nó đỡ vướng, có cả loa luôn, có đủ bộ luôn nhá, ở hai bên này nó thì âm đèn để anh em làm đồ, có đủ ghế nhá. Đây, ghế mình gặp ra để mình chở đồ là chính mà. Kìa, biển lót đồ kìa, ghế này. Đấy, anh em nào có thể trực tiếp có xem thì càng tốt. Đấy, không có đâm đụng ca lạng gì, nhưng mà mình cũng đi qua vài lời xe và cũng nhờ các anh em thợ thuyền, anh em mình kiểm tra hộ rồi, nên là lướt qua rồi, cột kèo các thứ là cái đấy thì anh em có thể đến kiểm tra, còn là hàng nguyên bản luôn. Cái chủ cũ họ cũng dính cẩn thận, họ cũng dính các đề can chống va đập này, đây này đấy, và dính đều bốn cánh luôn mọi người nhé, chứ không chỉ một cánh đâu. Dòng này thì đi cao tốc thì rất là chắc rồi. Đấy, chủ yếu là mình quay video này cho các anh em thợ thuyền họ xem là chủ yếu các bạn nhé. Đấy, đây họ dính cả cái chống xước luôn này, tay lắm này anh em nhé, cả cái phần này họ cũng dính này. Đấy, đây họ dính đề can này, bóc ra còn như mới luôn đấy. Cái chủ cũ tương đối, nội thất quay luôn cho anh em. Đây họ thay bọc lớp ghế da này, trải sàn này. Em nhé. Còn cái màn hình này thì mình đã thay hẳn 10 inch cho các bác rồi. Mình đang sử dụng trước 7 inch nhưng thay mình cho to. Đây, cái phần vô lăng cũng được dán để can hết này anh em nhé. Ghế đây có cam hành trình này. Con này đăng kiểm có đến tháng 11 20 mình mới đăng kiểm xong, tháng 1 2023 lên mọi người nhé. Kính tất cả đều zin hết, đều 51 luôn. Đây, form xe đây, đèn vẫn là đèn halogen, mắt halogen mọi người nhé. Rồi, tính là can hết nhé, cả tay lắm này, đây can này, đây cả vị trí này anh em nhé, làm hết đầy đủ tam ly tam lô đây. Cái này về thì mình sử dụng thì cũng bảo dưỡng vất vào đây tầm một chục. Đấy, vì là mình đi xe thì hay muốn là nó ngon lành,
Đấy, bảo dưỡng rất là nhiều hạng mục anh em nhé. Đấy, về đầu tiên là vấn đề vấn bô, thay hẳn cái bô đi cho nó đỡ bị kêu anh em nhé. Rồi thay bi may ơ. Mở cốp lên cho mọi người. Ở đây là phần máy mọi người nhé, phần máy thì mình bảo dưỡng gần như toàn bộ rồi. Thay dầu hộp số này, thay dầu máy này, thay nước làm mát này, xúc kem nước làm mát này, anh em nhé, xúc hết cả đường nước làm mát và hệ thống ống này, bơm này, ga này, kiểm tra, con này rất mát rất là sâu nhé. Kể cả hệ thống van hàng nhiệt, mình cũng thay cái van mới chạy cho an tâm. Đấy, vì tháo bảo dưỡng thấy nó có tí hang hang này mình thay luôn. Đấy, vệ sinh buồng đốt, vệ sinh kim phun, thay buji. Đấy, sạch sẽ hết rồi anh em nhé, thay lọc gió rồi các kiểu ok. Anh em về chỉ việc sử dụng thôi, nói chung là xe mình đang đi, đang hoạt động hoàn hảo. Máy móc thì con này rất là ok, mình đi mua thì cũng nhờ anh em phải kiểm tra rồi. Máy rất là êm, không có tranh hoa đen, nó rất là mượt mà anh em nhé. Em nhìn này, không có một tiếng rung ở đây. Anh em thợ thuyền nghe thì biết tiếng máy, biết chất thế nào. Đấy, chung dòng Spark này thì nó là dòng ngon bồ rẻ phổ thông rồi anh em nhé. Đấy, mình làm video mình quay lại để cho anh em thợ thuyền ra showroom hoặc là người dùng nào mà có nhu cầu thì có thể hiểu qua là cái xe em đang định bán sử dụng anh em nhé. Tất cả các chi phí bảo dưỡng thì mình đều có ghi list ngày giờ và giá để anh em có thể kiểm tra, làm cái hồ sơ thông tin để anh em có thể biết được cái thời điểm anh em đi bảo dưỡng lại các bạn nhé. Ok, thì ngoài giá mình mua về thì mình vất vào đây khoảng thêm một chục nữa, nên là anh em yên tâm, anh em có thể nâng cấp bảo dưỡng sau. Đấy, còn về hiện tại là đang đi ngon lành mọi người nhé. Ok, anh em cần alo 0979 665 264, Spark Van 2011, đăng ký 2017 anh em nhé.